Santa ơi, Santa say hi mọi người đi. Vừa thấy điện thoại là trốn ngay. Cậu này á, à, thấy nắng nóng đi ra, không thích nắng nóng nhưng mà rất là thích đi chơi. Ở đây mạng yếu quá nên là không có chắc được mọi người đến đông chưa. Hello, xin chào. Lâu rồi không live stream. Bây giờ thì đang chuẩn bị chụp hình. Ở ngoài đang rất là nắng, là nóng. Cả ekip đang set up. Mình được chui vào xe trốn. Lần trước là tháng trước là mình có hẹn với mọi người là sẽ tập hợp với nhau để mà fan meeting, gặp gỡ nhau, chia sẻ, rồi cũng như là thank you tất cả các bạn FC đã đồng hành cùng với lại Heo trong vòng một năm. Nhưng mà do tình hình là không có tìm được bối cảnh nào mà phù hợp để mà chúng ta họp mặt, số lượng người rất đông. Và nay thì có thể tìm được một chỗ tương đối ok, nên là chúng ta sẽ hẹn lại vào ngày 15, có nghĩa là cuối tuần này vào thứ bảy. Chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại tưng bừng. Vì từ trước tới giờ thì hầu như là họp FC thì đều ở trong một cái chỗ phòng kín, thì hát hò với nhau và chơi, nhưng mà nó không đủ diện tích để có thể nhiều bạn tham gia trò chơi, cũng như là nhiều bạn tiếp xúc gần hơn với lại Heo Mập. Nên là lần này là muốn tổ chức một buổi dã ngoại dành cho tất cả các bạn để có thể gần gũi nhau hơn và chúng ta có thể chơi với nhau nhiều hơn, nhưng mà sẽ nóng hơn, sẽ đen hơn. Cái mạng thật là cùi bắp. Thật ra điện thoại này không phải là điện thoại của mình, tại vì mình đã mất Facebook rồi, nên là mình không có admin để vào fanspage nói chuyện với mọi người. Bây giờ phải mượn điện thoại của bạn trợ lý tên là Huệ, có Huệ, để mà nói chuyện với mọi người. Thật là đau lòng khi mà cứ mất Facebook hoài như vậy. Nhưng mà phải đợi thôi. Bây giờ đã đông chưa? 2.600 người rồi hả? Bây giờ mình nói chuyện ha. Nói chuyện được chưa? Rồi, thế thì có ai có hỏi về việc mà fan meeting cuối tuần này không? Ở đây chói quá, không thấy gì luôn á. Chói mắt quá, không thấy gì hết. Vì ở đây rất là nắng. Còn về việc lấy vé thì các bạn theo dõi trên fanpage nhé, để biết là lấy vé ở đâu và sẽ tập hợp mọi người ở đâu như thế nào. Thực ra thì mỗi một năm thì sẽ tổ chức họp mọi người một lần để mà có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn, để mọi người gần gũi với nhau hơn, để khi mà ra sản phẩm thì mọi người biết được sản phẩm của Heo ra nhanh hơn, rồi còn ủng hộ nữa. Hả? Bao giờ sắp đẹp ngàn cân chiếu hả? Tháng 8, bây giờ là tháng 8 rồi, vì tháng 5 không có kịp. Chị chấp mắt, chị đang ở một nơi xa lắm, toàn là đồng cỏ thôi, rất là nhiều cỏ, và có em bé Santa ngồi phía sau. Santa ơi, nó con đâu rồi? Santa, come here. Đấy, nó thấy nắng quá nó trốn, nó nằm ở trong đây cho mát. chị ít live stream hả? Tại vì mỗi lần like cũng không biết nói gì, nên là sao lại đổi giờ offline vậy chị?
Đâu có đổi đâu, bây giờ vẫn là giờ chiều mà. Vẫn là giờ chiều mà, đâu có đổi. Tại vì nếu như mà mình học dã ngoại mà mình đi từ sáng sớm thì rất là nắng, nên là mình phải đi buổi chiều thì cho nó bớt nắng hơn, để mọi người không bị mệt khi mà chơi. Bây giờ thì nói chuyện cô Trinh Trần Santa hả? Sao không nói gì vậy? Sao nói chỉ mỗi Santa thôi hả? Ủa là sao? Là kéo dài thời gian đi tới 12 giờ ít quá không? Tại vì chị tính sẽ là từ chiều, từ chiều từ 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 khoảng 2 giờ cho tới 2 3 giờ cho tới 5 6 giờ thôi. Cảm ơn mẹ em nhiều nhé, Đỗ Huỳnh Khả Trân. À, có nghĩa là 8 tới 12 giờ, cái đó vẫn là chưa phải là khung giờ chính xác nha. Chưa phải là khung giờ chính xác. Tại vì chị sẽ hội ý lại, nếu bây giờ các bạn muốn muốn làm buổi sáng hay là muốn làm buổi chiều, nhưng mà chị nghĩ buổi chiều mọi người sẽ đỡ mệt hơn. Hiếu Văn Nguyễn, những nét mộc mạc ngày xưa không còn nữa. Anh ơi, bây giờ em đã 30 rồi, không còn là 18, 19 nữa, nên là em đã khác, xin lỗi anh. Không phải là mọi người lúc nào cũng đòi hỏi yêu cầu mình giống như lúc xưa, làm sao lúc xưa được, mình bây giờ đã là 30 rồi, không phải là 18 tuổi nữa. Đâu còn mặt phúng phính, ngây thơ, bây giờ em đã bớt ngây thơ rồi. Chị không có muốn cắt tóc ngắn đâu, nhưng mà tóc chị hư quá rồi, từ cái hồi mà sản xuất cái MV YOLO nhuộm tóc xám, tẩy tóc xám nên là tóc nó hư, nó muẩn hết rồi. Gội đầu nó không có khô, vì nó hư hết là nó không có sống được luôn ấy. Nên là phải cắt tóc ngắn để dưỡng lại. Bây giờ thì nó tóc đã khỏe rồi, nhưng mà nó ra mới tới đây thôi. Nhưng mà mỗi lần mà mình làm dự án gì thì mình mới nối tóc vào, còn nếu như không thì mình sử dụng tóc thật để cho tóc đừng có bị hư nữa. Hello con. Không hoài rồi, sợ sự sao sự á. Ai cũng phải lớn đi đúng không? Đâu còn bé nữa mà cứ đòi là lúc nào cũng còn phúng phính như xưa. Minh Hằng đã lớn và fan Minh Hằng cũng đã lớn. Chị đang cố gắng lấy lại Facebook đây, nhưng mà có hacker chuyên nghiệp lấy, nên là bây giờ đang trên đường làm lại, đang trên đường lấy lại, nhưng mà cũng sẽ lấy lại được thôi, mọi người yên tâm nhé. Thank you em Thành Triệu. Bao giờ lấy chồng mà chắc không lấy đâu, lấy chồng chán lắm. Cái này là lông mày vẽ hơi to hả? Nhưng mà chị thích lông mày to thế đấy, nhìn với giống Hàn Quốc. Sao nãy giờ không ai hỏi về việc họp FC hết vậy? Gặp gỡ nhau hết gì? Mà toàn hỏi gì đâu không chị? Không hỏi là đi chụp hình đó nha. Mọi người set up gần xong rồi nên đúng rồi, mạng lag quá không thể nào nói chuyện được, nhưng mà mình chỉ còn nói chuyện được trong một chút xíu thôi, vì mọi người đã set up xong hết rồi, mọi người đã set up gần xong hết rồi, nếu không chụp kịp là hết nắng.
kịch bản gửi về cũng nhiều, nhưng mà đang tìm lựa kịch bản nào mà nó khác với những gì mình đã từng thể hiện. Santa như tuổi rồi, Santa năm nay mấy tuổi? 3 tuổi. Santa 3 tuổi. Tháng 8 thì sẽ chiếu phim Sắc Đẹp Ngàn Cân, còn chị vẫn đang lựa chọn kịch bản để mà nó khác lạ hơn với những gì mình diễn từ trước tới giờ. Tại vì diễn nhân vai mà mình đã từng diễn rồi thì mình lại không có hứng thú. Chị ơi, óp chiều đi chị, cho FC ở xa của chị óp. Ok, thế là các bạn biểu quyết là óp chiều nhá. Tại vì buổi sáng thì các bạn cũng khó lòng mà lên cho kịp đúng không? Nên là chị nghĩ là buổi chiều là hợp lý. Thứ nhất là buổi chiều sau nó hết nắng, mà nắng gắt rồi thì mình sẽ đỡ mệt hơn, mình chơi trò chơi cũng ấy hơn. Chị ốm đi nhiều lắm, bây giờ chị còn có 48 kg thôi. Nhưng mà không có muốn mập, vì mập lên sân khấu không có đẹp. Nhưng mà gầy nhưng mà vẫn khỏe như thường. Cái này là do make up để mà chụp hình. Mọi người có một câu dạo này mình hàng khá quá, không được tự nhiên. Thế nào mới gọi là không được tự nhiên? Mình vẫn thế, cầm không sửa, mũi không sửa, mắt thì có dán mí nên là có hơi to hơn một chút xíu. Mọi người xem phim Bao Giờ Cứ Yêu Nhau à? Phim đấy thì thật sự rất là căng. Không, tại vì bây giờ mình biểu quyết nhá, ốc buổi sáng thì sao em lấy hoa ra không? Em mở cửa ra luôn đi. Chị mở, chị đâu có chị ốm á hả? Tại vì thứ nhất là khi mà chị quay bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân xong á, chị bận cái bộ đồ mập 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 vô á, chị không ăn được, xong rồi cái bộ đồ nó chảy mồ hôi rất nước rất là nhiều, người mình cơ thể mình bị mất nước. Sau đó thì cực quá nên là chị bị giảm cân. Ăn cưa đây. Chị bị giảm cân xong rồi chị sau khi giảm rồi chị thấy người rất là nhẹ. Mình cảm thấy là mình lên sân khấu mình mặc đồ nó cũng đẹp hơn, nhảy nhanh nhẹn hơn, nên là mình quyết định giữ nguyên số cân là 48. Bây giờ mình chỉ cần lên 49, 50 là rất là sợ. Nói chung là mỗi người sẽ có một quan điểm về sắc đẹp khác nhau. Bây giờ thì mình đã khác, mình không thích mũm mĩm như xưa, thế thôi. Trời ơi, sao các bạn cứ nói chuyện cứ giống như là mình là các bạn ở kế bên mình đó, sửa mũi như đúng rồi luôn ấy. Các bạn là bác sĩ à? Bây giờ thì sắp phải ra rồi. Đúng rồi, Nguyễn Nụ. Ngày xưa xinh hơn, giờ nhìn khỉnh tạc hơn. Đúng rồi, ai giờ cũng già đi, làm sao mà bắt mình cứ như xưa được. Bây giờ mình phải ra chụp hình nha. Chị hả? Chị cao 1m65. Nguyễn Thị Hằng. Hơi lùn. Ước gì mình 1m7. Bây giờ mình hàng ra nha, để mình chụp hình. Mọi người ekip cũng đã xong rồi, nếu như không chụp thì lại trễ giờ mất. Lông mày sữa, ok, lông mày thì sữa. Bye mọi người nha, hẹn mọi người vào ngày 15 tuần này, 15 tháng 4, 15 tháng 4 tuần này. 15 tháng 4 tuần này vào lúc buổi chiều đi, 2 giờ chiều.
Mình chơi tới 5-6 giờ luôn. Mình chơi tới 5-6 giờ luôn, có rất là nhiều trò chơi dành cho tất cả các bạn. Rồi còn giải thưởng nữa, có quà nữa. Rồi chúng ta sẽ rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, gần gũi với nhau nhiều hơn. Vì đây là lần dã ngoại đầu tiên. Bye bye, xin chào mọi người. Có ai muốn nói gì nữa không? Đóng vai ác đi. Được, ta sẽ đóng vai ác. Từ đó tới giờ ta đóng vai hiền, ta bị người ta ăn hiếp nhiều quá rồi, bây giờ ta phải đóng vai ác thôi. Thế ta bye bye đi. Bye bye mọi người đi con. Bye bye. Bye bye. Mặt nó kìa, nó nhìn mọi người đấy. Tại vì nó thích ra ngoài lắm, nhưng mà vì ở ngoài nóng quá nên nó chui vào xe cho mát. Bye bye đi con. Bye bye. Thank you mọi người.